Xin chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh Vietnam Food. Thì hôm nay mình cũng được mọi người ở trên kênh giới thiệu về một quán bún chả nằm ở trên phố Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ạ. Thì bây giờ mời các bạn cùng vào quán với mình nhé, để xem quán bún chả ở đây ngon như thế nào nhé. Thịt băm mà chị đây. Dạ. Rắn giỏi, khách rất là thích ăn băm. Dạ. Đấy. Khách bảo đi ăn băm ở chỗ khác là không ăn được, nhưng mà về quán chị là chỉ thích ăn băm. Vì cái băm nhà chị là chị làm bằng thịt vai sấn. Vâng. Đấy. Coi như thịt miếng này là chị làm bằng thịt ba dọi. Thịt dọi. Vâng. Gối, dọi gối. Dạ. Và cái băm này chị làm bằng vai. Dạ. Vai sấn. Vâng. Và tất cả các sản phẩm chị đều tự lấy thịt cả miếng này, chị tự về rửa và tự pha chế, tự vâng. Làm. Chị bán bún chả này lâu chưa? Chị bán được hơn 20 năm rồi. À, hơn 20 năm. Năm 2001. Vâng. Mỗi một ngày thì chị bán trung bình là được khoảng bao nhiêu suất? Mỗi một ngày cũng tùy theo, có ngày thì 150 suất, ngày thì 200, ngày thì 130, chậm 130. Dạ vâng. 130 suất. Thì chị bán từ cái thời điểm nào đến thời điểm nào? Hàng chị ngày bán từ 10 rưỡi trưa cho đến 2 giờ chiều. Cái tẩm ướp này thì là mình thường thường mình sẽ tẩm ướp trong vòng khoảng bao lâu hả cô? Cái này thường thường mình tẩm ướp trong khoảng 1 tiếng. Vâng. Một tiếng thì bắt đầu là mình mới làm thịt. Dạ. Ướp xong rồi là mình nặn viên rồi là xếp miếng lên vỉ. Dạ. Đấy em xem cái than nhà chị cũng phải đặt than thửa. Dạ. Đó là than sạch và vâng. Than thửa mà lướng không bị lổ than lên thịt. Dạ. Mà lướng rất là hồng đều than. Vâng. Không bị bắn như các cái than khác là nó cứ lổ như than đá, nó cứ dạ, lổ vâng. Bắn hết vào thịt. Mà chị khi cho than vào là chị phải để hồng. Vâng. Để lửa hồng. Lật lên để lửa than thật hồng thì chị mới lướng. Dạ vâng. Chứ khi cho than là chị không lướng vội, chị vâng. Chờ lửa hồng. Dạ vâng. Không có nó đen thịt, nó cũng bị ám vào thịt. Dạ vâng. Từ thịt miếng cả thịt băm là chị toàn làm hết. Dạ toàn vâng. Là tự làm. Vâng. Chị toàn lấy về chị rửa xong mà chị tự làm hết. Vâng. Chứ chị không lấy thịt xay sẵn. Dạ. Mà thịt chị cũng tự thái, chị mua về là máy thái nhà chị. Vâng. Là chị tự rửa thịt và chị tự thái lấy. Dạ. Ở đây của mình là có mấy người làm hả chị? Hai người và một chị nữa là ba. À, thế là ba người. Cái này là mang về đấy ạ? Mang về đấy. Vâng. Mỗi suất mang về này là của chị là có thêm cái chai nước. Đúng rồi, chai nước chấm. Nước chấm. Để cho họ về rót cho nó không bị đổ. Dạ vâng. Mà cái chai này là nhà chị là thần... chồng chị sản xuất được ấy. Vâng. À em thấy là chị bán là chị lại đưa lên cân à? Đúng rồi, chị đặt lên cân cho công bằng vì thái thịt máy là có miếng to miếng nhỏ. Dạ. Nên là chị đặt lên cân thì là nó sẽ chuẩn hơn, không ai bị nhiều, không ai bị ít. Vâng. Thế là mỗi một suất như này thì chị cân khoảng bao nhiêu lạng? Mỗi một suất như này chị cân 9 hoa. 9 hoa. Là suất 35.000. Dạ. Ở đây thì là mình có những suất giá tiền như nào ạ? Tùy theo, còn suất chính là cứ ai vào gọi cho bún chả là suất 35. Vâng. Còn ai gọi 50, 40 là tùy, ai gọi 30 chị cũng bán. Dạ vâng. Chị bán giá bình dân mà. Vâng. Còn nước vối miễn phí. Dạ. Đây em nhìn những cái miếng thịt dọi của chị đây này. Đây này chị làm là bằng thịt dọi. Vâng. Là lướng là nó vàng, lướng nó phải vàng đều này. Dạ. Đấy, phải lướng hai lần thì nó mới vàng đều được như thế vâng. Đấy, nước hàng chị cũng trưng lấy. Vâng. Chị ướp. Đấy, nước hàng là chị tự được trưng lấy bằng đường. Thơm quá chị ạ. Hoa mai. Vâng. Đấy, chị có cho thêm tí mật ong vào để cho nó tạo độ ngon ngọt không? Có cho một tí. Dạ vâng. Và đây, cả nước hàng chị trưng lấy. Dạ. Đây là những miếng thịt dọi là chị lấy, thịt miếng là chị toàn lấy thịt dọi hết. Vâng. Đấy, toàn làm bằng thịt dọi. Ăn cái... bún chả mà dùng cái thịt ba dọi này là nhất rồi đấy. Đấy. Đấy, chị làm toàn bằng thịt dọi đây. Dạ vâng. Và trong quá trình nướng thì nó cũng không tránh được cái việc mà mình cháy nhưng mà rồi. Mình bỏ nó đi là được. Rồi, dạ mình vâng. Phải tỉa bớt đi, phải tỉa bớt đi một tí. Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến phở và bún chả. Đấy. Đấy, phở và bún chả.
Đây, đây là chả băm nhà chị làm bằng lạc vai này, vâng. Vai sấn đấy, dạ. Chứ chị không không làm băm linh tinh, cho vâng. Nên là cũng có những khách người ta vào mới đầu, người ta mới ăn lần đầu, người ta bảo không ăn băm, nhưng về sau người ta ăn thử, người ta lại thích. Dạ vâng. Sau đến là kêu là cho em nhiều băm, cho tôi nhiều băm. Đấy. Vâng. Vì đã nhiều, rất nhiều khách hàng nói rằng là đi ăn chỗ băm chỗ khác là sợ, nhưng mà riêng với quán này là ăn băm rất là ngon. Vâng. Đây. Đấy, em đứng gần thôi mà thấy thơm phức luôn đấy. Đấy, thì dạ. Băm nhà chị là vai sấn. Vâng. Đấy. Này chị có bán riêng cái có. Thịt nướng này không? Có bán riêng. Vâng. Mình sẽ bán bao tiền một lạng? Khách mua về mà ăn ấy thì cả nước chấm rau sống phục vụ đầy đủ là 130 lạng. Vâng. 130 lạng. Vì bây giờ thịt nó cũng cao hơn. Dạ vâng. Đây nước mắm nhà chị đây. Nước chấm nhà chị cũng dùng bằng đường hoa mai này. Vâng. Nước mắm là chị cũng tuyển chọn loại nước mắm mà dùng quen rồi ấy. Dạ vâng. Nước mắm là phải nước mắm cũng có độ mặn một chút nhưng mà nó cũng thơm. Vâng. Đấy, nước mắm nó cũng phải là có mùi vị thơm và nó có vị mặn. Dạ vâng. Đây. Ví dụ như một suất nước chấm như thế này. Vâng. Một suất nước chấm như thế này thì chị múc giấm riêng. Dạ. Có người ăn tỏi, có người không ăn tỏi. Đây vâng. Là một suất nước chấm của chị và chị cho thịt vào. Dạ vâng. Có người không ăn tỏi thì chị múc lọ này, mà có người ăn tỏi thì múc lọ này. Vâng. Có người ta chỉ ăn tí giấm vài giọt thôi, có người thì ăn hàng hai môi này. Vâng. Đấy là tùy khách hàng, tùy khẩu vị của khách hàng. Dạ vâng. Giấm không bao giờ chị đổ lẫn vào nước trong cái nồi nước chấm. Vâng. Nước chấm bao giờ chị cũng pha nguyên. Xong chị múc ra suất nào chị cho giấm vào suất đấy. Dạ vâng. Tại vì ở đây là cũng gần nhiều văn phòng ấy nhỉ. Nên là mọi người đến ăn là mọi người có thể là có người thích ăn tỏi, có người thích không nhỉ chị nhỉ? Ví dụ như là chai đây này, chị cũng có đầu tư cả chai này để chị đóng cho những khách văn phòng, cũng à, mỗi người vâng. một suất. Hay mỗi quá người nhỉ. Một suất. Thế có cả bát, có cả chai này, có cả bát này. Trước đây thì là mình hay dùng cái túi bóng. Đúng rồi, nhưng bây giờ mình dùng chai thì là nó vừa sạch sẽ mà lịch sự hơn. Bát giấy, ví dụ văn phòng gọi là có những cái bát giấy, chị xếp sẵn cái bát giấy như này. À, mỗi, hay quá nhỉ. Mỗi một suất là có một cái bát dạ. và một đôi đũa, chị để sẵn trong túi. Vâng. Thế người ta bảo có bát thì là chị sẽ lấy mỗi người một cái bát, một vâng. một đôi đũa. Vâng. Có văn phòng người ta gọi 15 suất, 20 suất đấy. Dạ vâng. Chị, cứ mỗi một suất là chị đã cài sẵn giấy rồi, là dạ. cứ bóc tách ra, kể cả lúc chị đông khách nhất là khách cũng thò mở vâng. túi ra, khách tự lấy vâng. lấy hộ bát bóc tách ra mà. Dạ vâng. Thì chị đã có giấy, chị cài sẵn là khách dạ. cứ lấy. Một suất thì lấy một, mà hai suất lấy hai. Dạ vâng. Tiện quá. Đấy. Cái lem này là cũng buổi sáng chị lên là chị làm là chị quấn. Dạ. Chị quấn luôn ở đây luôn. Vâng. Xong chị dán qua một lần, mang ra đây là khách nào ăn là có khách gọi lem là chị cũng dán lần nữa cho dạ. nó nhanh. Dạ vâng. Đấy. Đây. Lem thì chị cũng chỉ bán 5.000. Vâng. Đây chị quấn vừa thôi, chị bán 5.000 thì cho nó dễ tính tiền ý. Vâng. Thì vì suất bún chả của chị là 35.000 rồi thì chị dạ. bán chị tính 5.000 thôi. Vâng. Thì coi như là một suất bún chả là 35.000 cộng với thêm một miếng nem nữa. Đấy. Là thành 40. Một lem là 40. Vâng. Đấy là chị dán qua. Vâng. Cái lem này thì chị cũng làm bằng vai sấn. Dạ thịt vâng. vai. Thịt vai và chị cũng tự quấn lấy chứ chị cũng không đi nhập lại. Vâng. Cái lem này chị làm nguyên liệu của chị là tự tay chị làm hết, tức là từ cái đu đủ, từ cái lem, từ cái thịt chả chị đều tự tay làm, tự tay ướp và xếp vỉ. Là tự chị là tự nhà chị làm hết, không có cái gì đi nhập lại cả. Mọi người có ở quanh cái khu vực Bạch Đằng, quận 23 này, ai mà ăn bún chả thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình, gọi điện vào cho mình, rồi mình ship tận nơi. Thì có thể cho số để mọi người biết và gọi điện được không? Có. 0978583094. Vâng các bạn, đấy nhá, số điện thoại của chị ở đây, chủ quán ở đây thì mình sẽ ghi ở trên màn hình. Thì các bạn ăn bún chả, các bạn ở cái khu vực phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội này, có thể là ăn bún chả, có thể là gọi điện theo cái số đấy để đặt hàng, chị ship
mang về ăn các bạn nhé. Tận nơi có bát đũa đầy đủ. Đấy, cái lem chị dán qua rồi nên là bây giờ chị cũng chỉ dán để dầu sôi là chị chỉ dán đấy thôi. Vâng. Chỉ dán nó giòn vỏ là được. Dạ. Đấy, chị dán ít một thôi, 5-10 cái một. Nếu mà tí nữa khách đông là chị sẽ giờ này mới vừa dọn hàng thì là tí ấy là chị dán chục cái một. Dạ. Chứ dán thế cho lắm vì chị đã dán qua rồi. Mình dán ít một như thế thì khách ăn họ cũng sẽ nóng và giòn hơn. Giòn, đúng không? Dạ chị vâng. Không dán sẵn, ai gọi lem thì chị bật bếp tí là vâng. Chị dán cho lòng. Dạ. Bây giờ chị làm cho em một suất mang về và một suất em ăn ở đây chị nhá. Rồi rồi. Dạ vâng. Một suất mang về, suất ăn ở đây. Em ăn tỏi đầy đủ đúng không? Vâng ạ. Rồi. Đấy, nhà chị là chả nhà chị đặt lên cân hết nên là không ai bị ít mà không ai được nhiều. Dạ vâng. Đó là cái cân là chuẩn nhất. Đây là dạ, một vâng. Suất một suất bún chả của chị đây. Còn giống dạ. Chị ai ăn tỏi nhiều là chị lại ấy thêm tỏi như thế này. Vâng. Đây đây là một, là suất. Một suất như này là đang có giá là 35.000. Đấy, 35k. Vâng. Này nếu mà ai mà muốn ăn thêm chả hoặc là thêm lên. Chả miếng hoặc là rồi, thêm nem. Người ta gọi thêm nem vâng. Này là cân riêng. Đây suất bún chả suất của chị đây là vâng. Rất là đầy đặn. Dạ. Thêm ít rau nữa chị nhỉ? Đây. Vâng. Rau muống trẻ. Vâng. Đây là rổ rau sống cho chị đây. Giá nhà chị làm lấy đây. Dạ vâng. Giá nhà chị lại tự làm lấy cho khách ăn từ giá nhà chị tự làm. Mà có giá mà bị thuốc nhiều đấy. Dạ vâng. Là chị lại tự làm giá cho khách ăn. Dạ ăn. Vâng. Giá nhà chị cũng là giá sạch. Dạ. Vâng các bạn, thì hôm nay đến quán của chị Huyền thì mình cũng gọi một suất bún chả các bạn ạ. Thì gồm có thêm cả một cái nem nữa. Một cái nem như này thì là chị Huyền đang bán là 5.000. Và một suất bún chả như này là chị đang bán là 35.000 một suất. Đó. Có cả rau sống kèm theo nữa các bạn nhé. Đây, mời cả nhà nhé. Đây các bạn thấy không ạ? Miếng đây là chả, đây là chả viên này các bạn này. Đấy. Đây là chả miếng chị làm bằng thịt ba dọi, nhìn rất là ngon. Thơm ngon. Cái nước chị pha rất là vừa các bạn ạ. Thơm của cái mùi mắm. Mắm ở đây chị làm chọn cái loại mắm ngon. Nói chung đây là để có một cái nước chấm ngon thì cũng phải là lựa chọn nước mắm ngon, thơm và đặc biệt là cái thịt để làm cái chả này, chị cũng lựa chọn những cái bộ phận của con lợn để làm nên một cái miếng chả ngon các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái thịt chả viên của chị làm nhìn ngon không ạ? Rất là ngon này. Cái bún ở đây là chị lựa chọn là cái loại bún mà cái sợi nó nhỏ, ăn nó sẽ ngon các bạn nhé. Đây, nhìn sợi bún mềm. Nem các bạn ạ, nem thì chị bán 5.000 một cái. Thì chị cũng vừa nói là ở đây là nem chị cũng làm bằng thịt vai sấn. Đó, một cái này thì là 5.000 một cái các bạn nhé. Ăn kèm luôn. Đây, các bạn có thể thấy là cái miếng nem của chị nhìn ngon, chất lượng luôn. Cái giá này là của nhà chị Huyền cũng tự làm các bạn này. Nhìn cái giá tự làm bao giờ đấy, nhìn nó nhỏ mà nó ngắn,
không sử dụng thuốc tiết gì cả. Đấy các bạn này. Nói chung là quán của chị Huyền là đã được các bạn trên kênh giới thiệu thì nó đã uy tín rồi. Thế sao chị không để người nhà đi ship mà chị lại phải đi ship? Ai sinh nhất thì đi ship. À, ai sinh nhất thì đi ship à? Rồi chị đi xe máy nhanh. Vâng. Đội cái mũ à chị? Chị Huyền ơi, em vừa thưởng thức cái món bún chả của chị rồi, rất là ngon chị ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ vâng, em chúc chị là luôn luôn mạnh khỏe và bán đắt hàng chị nhá. Rồi, rồi, chị cảm dạ ơn vâng. Em. Chưa cái suất của em mang về đâu chị? Đây, đây, có suất của em đây. Dạ vâng, cho em xin suất mang về luôn. Rồi, rồi, đây. Đi ăn bún chả này là còn ngon là phải mua một suất mang về cho bà xã ăn cùng nữa. Rồi, thế cảm ơn em nhá. Dạ vâng. Đây các rồi, bạn này, đấy, suất bún chả đầy đủ luôn đấy các bạn nhé. Khách hàng mà ăn bún chả thì cứ alo vào số của mình ship. Dạ. Nếu mà xa quá thì hỗ trợ tiền ship, còn nếu mà gần thì mình miễn ship. Dạ. Vâng, chào chị nhá. Rồi rồi, cảm ơn em, chào em.